Chào các bạn. Và hôm nay Trang muốn gửi tới các bạn một video nói về cách chăm sóc da. Thường thường mỗi khi mà sau khi mà Trang mới ốm dậy thì cái da của Trang nó bị xanh hay là nó bị sạm lại, và vừa rồi thì Trang có uống nhiều kháng sinh quá, thế nên là mặt Trang nó nổi mụn và cái môi của Trang nó bị nhiệt, thì mấy hôm trước nó còn sưng phồng lên, thì hôm nay đỡ thì Trang làm video nói về một cái cách mà để refresh lại cho cái da mặt của mình nó được mịn hơn, hoặc là cái cách mà để làm giảm cái vết thâm từ mụn đó. Thì hôm nay Trang sẽ show các bạn cái cách mà Trang vẫn hay làm sau khi mà ốm dậy, hay là Trang muốn refresh lại cái mặt mỗi khi mà đại loại là da xấu đó. Và cái tip này thì các bạn chỉ cần đó là trứng nâu, muối, loại muối tinh ấy nha, không phải là muối hạt to. Cái thứ ba đó là bột nghệ. Bột nghệ này thì thím gửi cho Trang từ Việt Nam, chứ không phải trong mỗi đây Trang chỉ cho tạm một cái hộp như này thôi đó. Và cái bột nghệ này không phải là bột nghệ nấu ăn nha, mà chỉ là Trang nói thím là nhớ là không được mua ở ngoài mà bán mà mấy cái đồ mà để nấu ăn, mà phải xay từ nghệ tươi ra. Và thứ tiếp theo không thể thiếu đó là cái mặt nạ giấy, cái này trọng của Việt Nam đó. Và cái tiếp theo đó là một cái cốc nước muối ấm. Trang chỉ cho một ít muối thôi và Trang thả cái mặt nạ giấy vào trong. Thì chút nữa thì Trang chỉ việc lấy ra và chút nữa các bạn sẽ biết thôi. Đó, thì nếu mà các bạn có người nào đắp hộ cho thì các bạn không cần, còn nếu mà các bạn có một mình như Trang thì Trang nghĩ các bạn cần cái này. Ok, và bây giờ bắt đầu nha. Thì ok, trước khi đắp mặt hay làm bất cứ một cái gì thì Trang đều rửa sạch hết những cái cốc, cái bát như này. Đây là cái lòng đỏ trứng mà Trang vừa đánh, thì Trang vừa lấy ra thì các bạn nhớ là chỉ lòng đỏ thôi. Nếu mà còn sót lại một ít lòng trắng thì cũng không làm sao cả. Đó. Và sau khi đó thì những cái dụng cụ như là một cái thìa để xúc nghệ này thì Trang cũng đều khử trùng, và Trang cũng đều phải rửa tay và lau sạch sẽ đi trước khi Trang ấy lên mặt. Đó, Trang đều phải khử trùng hết tất cả mọi thứ. Ok. Và bây giờ Trang lấy bột nghệ. Bột nghệ thì các bạn không cần phải lấy nhiều đâu, các bạn chỉ cần xúc hai cái thìa. Hai như là nhiều quá thì phải. Một. Hai cái. Hai lần như này. Thì các bạn có thể ước lượng bằng cái thìa cà phê. Đó, một cái thìa cà phê đó là vừa. Đừng nhiều quá nha. Đó. Làm xong thì Trang sẽ nói cái công dụng sau. Thì bây giờ cứ làm trước nha. Ok. Và đây, Trang thả cái này. Và cái thứ ba không thể thiếu đó là muối. Trang xem nào. Trang rõ rất chi là ít muối thôi chứ Trang không cho nhiều. Nhìn được chết liền. Ok. Xuống nào. Nó ra một cục to rồi. Ok. Các bạn có thể ước lượng như thế này. Các bạn cho muối ra một cái bát hay một cái cốc gì đó và các bạn nhúp lên như này. Thì hai cái nhúp này là được. Ok, hai cái nhúp muối con này thôi là được. Các bạn đừng cho nhiều quá nha. Đó. Và bây giờ Trang ngoáy lên, ngoáy đều lên. Không biết các bạn nhìn rõ không. Trang ngoáy đều lên. À, các bạn biết vì sao Trang cho muối không? Bởi vì muối làm sạch da của các bạn. Muối giúp da các bạn được sạch sẽ hơn, mà có khi còn trị được cả mụn á. Các bạn biết không, nghệ là dùng cho vết thâm và cũng là dưỡng da nữa. Trứng là dưỡng da, làm mềm da. Đó, đó là theo suy luận của bản thân Trang.
Và Trang đắp cái này thì từ rất lâu rồi. Cứ lúc nào mà Trang cảm thấy mà Trang có nhiều thời gian hay là Trang ốm dậy đấy thì Trang cũng phải làm này thôi. Thì muốn đẹp mà. Ok, sau khi trộn xong. Ok. Bước tiếp theo đó là gì các bạn biết không? Trang khử trùng tay. Các bạn không, nếu các bạn không có khử trùng các bạn có thể rửa tay lại một lần, nói chung là lên sạch sẽ thì vẫn hơn. Các bạn rửa tay bằng xà phòng được. Trang khử trùng tay và sau đó Ok. Và sau đó Trang lấy cái mặt nạ giấy từ cái nước ấm này ra. Trang vắt nó đi. Các bạn đừng vắt kiệt quá nha. Vừa đủ thôi. Đó. Và sau đó trước khi đắp mặt nạ thì Trang có rửa mặt và tẩy da chết rồi. Nói chung là Trang sẽ nói về cái này sau. Đó. Bây Trang xé mấy cái mắt này đi. Ok. Và bây giờ Trang đắp lên mặt. Các bạn biết vì sao Trang cho lúc muối vào ướt để Trang đắp không? Là bởi vì khi mà ướt ấy thì các bạn để dính lên mặt thì nó sẽ dễ hơn. Và cái mặt nạ này thì giúp cho các bạn sau khi mà các bạn đắp mặt xong thì các bạn rửa thì nó rất chi là dễ. Các bạn chỉ cần dỡ cái này xuống và sau đó các bạn rửa mặt thôi. Các bạn không sợ phải bẩn. Đó. Ok. Đó, lấy ít nước chút. Có ít nước thì nó mới dính. Không biết đúng chưa nữa. Ok. Đó. Trang phải nhìn gương. Ok. Và bây giờ các bạn cứ từ từ mà đắp trứng lên thôi. Bây giờ nha. Các bạn nếu mà tay sạch rồi thì các bạn có thể dùng tay. Còn không thì hãy dùng thìa nha. Ok. Và bây giờ Trang dùng tay của mình đắp lên. Đó. Ok. Bây giờ Trang đã đắp xong và Trang sẽ nằm xuống độ khoảng 15-20 phút. Sau đó Trang dậy và Trang sẽ dỡ này xuống, rồi sau đó Trang sẽ gặp lại các bạn. Cái này xuống. Trang cam đoan là mặt Trang dậy vàng nhưng mà các bạn đừng lo. Sau đó chúng ta chỉ việc rửa đi là xong. Ok. Và bây giờ Trang sẽ vào nhà tắm và Trang sẽ rửa mặt. Thì Trang sữa rửa mặt Trang dùng để rửa cho cái để rửa mặt nạ này đó là cái sữa rửa mặt của Trang không biết đọc nó là gì nữa, nhưng mà nó chiết xuất từ trà xanh. Đó. Ok, Trang đã quay trở lại. Và bây giờ Trang dùng nước hoa hồng. Trang chỉ lấy một chút thôi. Các bạn có thể đổ ra tay hoặc là dùng cái miếng bông. Bạn đừng quên cổ nha. Ok. Sau đó Trang bôi kem dưỡng mắt của L'Oreal. Chẳng biết các bạn có nhìn được không. Đó. Trang chỉ lấy một chút rồi Trang xoa lên. Trang chừa cái phần mí mắt ra. Mí nhỏ và trong bôi dưới mắt giúp cho quầng thâm. Mỗi lần bôi chỉ lấy một chút thôi, trong bôi lên trên bỏ mắt như này. Đó. Và sau đó thì Trang dùng cái gel trị vết thâm này của CC đồ. Thì Trang bóp một ít ra tay.
rồi sau đó trang chấm vào những cái vết mà chấm vào những cái vết thâm mà Trang muốn trị thôi. Đó. Ok. Và bây giờ là ready đi ngủ. Ok. Trang nghĩ là bây giờ Trang sẽ nói qua một chút về những cái sản phẩm sữa rửa mặt và cái công dụng của cái mặt nạ trứng và nghệ và muối. Trứng nghệ muối, ok. Mặt nạ trứng nghệ muối của Trang Lala. Nó có công dụng gì? Đó là sau khi Trang đắp xong thì Trang cảm thấy là da của Trang nó rất chi là mềm, mịn hơn, không bị khô da. Và nó, nếu mà các bạn một tuần các bạn đắp được 3 lần hoặc là 2 lần thì vết thâm của bạn sẽ giảm đi rất chìa nhanh chóng. Đó. Trang đã thử rất chìa lâu rồi, Trang dùng cái mặt nạ này từ rất chìa lâu. Và đến bây giờ thì Trang quyết định là Trang làm video. Đó. Thì công dụng của muối thì Trang cũng nói rồi, nó là giúp cho làm sạch da và khử trùng những cái vết bẩn trên mặt của chúng ta. Nhưng mà các bạn dùng một lượng vừa đủ thôi, đừng nhiều quá là các bạn bị sót. Đó. Còn nghệ là giúp cho vết thâm thì Trang nghĩ đảm bảo là ai cũng biết, giúp cho vết thâm và sẹo. Đó. Còn trứng thì dành cho dưỡng da, làm mềm da, hay giúp các bạn tránh khỏi cái vàng của nghệ ở trên mặt nữa. Đó. Và đối với Trang thì cái mặt nạ này giúp cho refresh lại cái mặt của Trang rất chi là nhiều. Và và đồng thời để giúp cho cái mặt nạ này có tác dụng tốt hơn nữa, đó là trước khi Trang đắp thì Trang tẩy da chết bằng cái loại tẩy da chết của táo xanh của Tony Moly. Trang thích loại này là bởi vì nó tẩy rất chi là ít, nó không tẩy nhiều da đâu, bởi vì da Trang nó rất chi là mỏng. Trang cần một cái loại nào nó bình thường thôi, chứ Trang không cần loại tẩy mạnh. Đó. Thì cái này là tẩy rất chi bình thường, nó không tẩy mạnh đâu. Nếu mà bạn nào có nhiều da chết thì Trang nghĩ nó sẽ tẩy, nhưng đối với Trang nó chỉ tẩy ra đúng một xíu thôi. Đó. Thì Trang dùng 2 tuần một lần. Đó. Không phải lúc nào Trang đắp cái này là Trang tẩy đâu, mà cứ 2 tuần đến ngày mà Trang tẩy là Trang tẩy một lần. Đó. Thì hôm nay Trang tẩy xong rồi Trang đắp cái mặt nạ trứng đó. Rồi sau khi đắp mặt nạ trứng xong thì Trang dùng sữa rửa mặt trà xanh, Trang rửa mặt. Các bạn có thể lấy cái sữa rửa mặt mà các bạn vẫn đang dùng hàng ngày, các bạn không phải mua thêm cái gì hết. Đó. Và sau khi đó thì các bạn biết rồi đấy, thì Trang đắp thêm một cái mặt nạ cà chua của Tony Moly để giúp cho da của Trang nó mềm hơn nữa. Trang muốn nó mềm hơn chứ Trang không muốn da Trang nó sao ta? Trang muốn nó mềm hơn và Trang muốn nó sáng hơn một chút thì Trang đắp thêm cái này. Thì các bạn có thể bỏ qua, các bạn không cần, nhưng mà đấy là thỉnh thoảng cái cách này mà Trang vẫn làm. Đó, thì Trang đắp 1 phút đây các bạn nhìn đó. Và sau đó Trang rửa cái acne chest này của Neutrogena. Đó, xong. Trang dùng nước hoa hồng và Trang bôi đúng kem mắt và kem trị vết thâm là xong, Trang đi ngủ. Lúc đấy thì cái mặt của Trang nó đủ những cái thành phần dưỡng chất, coi như giữ ẩm và chống được cả lão hóa. Đó. Trang có hai cái loại mặt nạ Trang tự chế ra, thì Trang nghĩ là sắp tới Trang sẽ ra mắt các bạn. Và Trang nghĩ là ngày hôm nay thì chỉ có như vậy thôi. Trang hy vọng các bạn yêu thích video này. Và Trang không biết là Trang nói đủ ý chưa, những cái mà Trang muốn truyền tải chưa. Nhưng mà nếu mà các bạn cảm thấy nó vẫn còn thiếu, hay các bạn còn thắc mắc, thì hãy đặt câu hỏi ở dưới link, thì Trang sẽ sẵn sàng, Trang luôn sẵn sàng trả lời các bạn bất cứ lúc nào. Ok. So, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.